Thưa quý vị, ngày 29 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống Anh ngữ RES đã tổ chức lễ công bố việc Charles Louis Nguyễn chính thức gia nhập hội đồng quản trị của hệ thống Anh ngữ RES với vai trò giám đốc chiến lược. Cụ thể, ông Louis sẽ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới cùng với uy tín và kinh nghiệm của mình để đưa các công nghệ giáo dục tiên tiến vào RES. Bên cạnh thế mạnh đào tạo hàng đầu về IELTS tại Việt Nam, ông Louis cũng mong muốn đẩy mạnh chương trình tiếng Anh cho trẻ em và tăng cường hợp tác quốc tế với các trường đại học tại Anh, Mỹ, Úc và nhiều quốc gia khác nhằm đưa RES thành trung tâm hàng đầu về tiếng Anh trẻ em và mảng du học. Đồng thời, ông cũng sẽ cố vấn các chương trình liên quan tới tiếng Anh tài chính, tiếng Anh lãnh đạo, leadership nhằm cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết trong môi trường kinh doanh quốc tế. Charles Louis bày tỏ mong muốn đồng hành cùng RES đẩy mạnh nhiều hoạt động từ thiện, chuỗi chương trình bao gồm các hoạt động tài trợ, cung cấp học bổng bằng khóa học tiếng Anh hoặc tiền mặt, tiếp tục tài trợ nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước, nhân rộng và đầu tư nhiều hơn các chương trình, cơ hội học tiếng Anh tới các thành phố nhỏ mà RES đã và đang làm trong nhiều năm qua.